Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Theo âm lịch là ngày 16 tháng 6 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Canh Thìn tháng Quý Mùi năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Đinh Tỵ từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim ngày Canh Thìn, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thổ sinh cho kim các bạn nhé. Ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Bạch Lạp Kim kỷ tuổi Giáp Tuất Mậu Tuất, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi các bạn nhé. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Trong ngày này có sao tam sát kỵ bạn tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Sửu nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày này có sao tốt, sao Thiên Mã hay còn gọi là Lộc Mã, tốt cho cái việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu lộc, cầu tài. Sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao Phổ Họ hội họ tốt cho việc cưới hỏi, xuất hành. Sao Đại Hồng Sa tốt cho mọi việc. Sao Thiên Ân cũng tốt cho mọi việc nhé. Trong ngày có các sao xấu như là sao Thiên Cương hay là Diệt Môn, xấu cho mọi việc. Sao Địa Phá kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Hoang Vu xấu cho mọi việc. Sao Bạch Hổ kỵ cái việc an táng. Sao Ngũ Hư kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Sao Tứ Thời cô quả kỵ cưới hỏi các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Về những cái việc nên làm trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt và tốt cho việc chôn cất, tu bổ mồ mả, chỗ cửa khai trương xuất hành. Việc làm thủy lợi trong ngày hôm nay cũng rất tốt các bạn nhé. Tiếp theo mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020 như sau. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, ngày hôm nay là ngày Canh Thìn, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là may mắn. Bạn tuổi Tý, bạn có nhiều cảm xúc nhé, nhất là khi ai đó đưa ra cho bạn cái lời đề nghị thú vị khiến cho bạn tuổi Tý không thể nào khước từ được. Đó. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh. Cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi Tý những cái công việc của bạn tiến hành theo kế hoạch thì rất chi là thuận lợi. Thế nhưng bạn tuổi Tý sẽ có những cái sự cố nho nhỏ phát sinh đòi hỏi cái sự linh hoạt của bản mệnh nữa được. Và lúc này với bạn tuổi Tý đòi hỏi khá chi là khả năng thích ứng, thích nghi của bạn, cái sự linh hoạt của bạn. Nếu như bạn phát huy tốt cái điều này thì năng lực của bạn sẽ được đánh giá rất chi là cao luôn nhé. Tuy nhiên
trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày Canh Thìn, cho nên sức khỏe của bạn đang có cái dấu hiệu đi xuống. Vấn đề đơn giản như là chọn món gì ăn cũng ảnh hưởng khá chi là nhiều tới sức khỏe của bạn nhé. Vì thế bạn tuổi Tý nên nhớ lưu ý chọn cái đồ ăn thích hợp cũng như là cách chế biến nấu nướng cho nó đảm bảo bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý, bạn thuộc hành kim, trong ngày này tránh cái thái độ cố chấp độ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc hành thủy, bạn học cách vượt qua giới hạn bản thân nhé. Tử vi tuổi Mậu Tý hành hỏa, bạn làm tốt hơn nữa những gì mình nghĩ đó. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc hành thổ, bạn đang có báo hiệu nhiều tin vui trong ngày. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc hành mộc, bạn nên chú ý nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bản mệnh đang cảm thấy rất chi là hụt hẫng khi ai đó mà bạn muốn gần gũi, thân thiết bỗng rời xa bạn và không có bất cứ cái tương tác nào nữa đối với bạn đó. Bởi bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày Canh Thìn trong nằm trong cái ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi Sửu bạn cảm thấy thực sự là cô đơn và buồn tẻ nữa đó nhá. Tuy nhiên á, bạn tuổi Sửu bạn hãy cố gắng vượt qua bằng cái việc đọc sách, tham gia các hoạt động tương tác để tinh thần của mình được thoải mái hơn nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thương quan xuất hiện. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Sửu không hài lòng với cái cách mà bạn đối xử với bản thân mình đó. Dường như bạn đã quá mệt mỏi với cái công việc và chỉ muốn đơn giản là được nghỉ ngơi mà thôi. Thế nhưng bạn tuổi Sửu, bạn chẳng được thoải mái khi ở nhà cũng đang có bao nhiêu là việc đang chờ bạn làm đó nhá. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe và tinh thần của bản mệnh tuổi Sửu không được tốt cho lắm. Bạn tuổi Sửu, bạn hãy nuôi dưỡng tình cảm với mọi người, bạn bè, bạn sẽ cảm thấy được khá hơn đó. Ví như buổi tối là cái thời gian hoàn hảo để bạn ở bên gia đình nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, bạn đừng né tránh cái việc gì cả. Tử vi tuổi Đinh Sửu, bạn thuộc hành thủy, bạn hãy nghĩ đến dài hạn hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hành hỏa, bạn cần bỏ qua những cái chướng ngại về tinh thần. Tử vi về Tân Sửu thuộc thổ, bạn nên tôn trọng ý kiến của người khác nhé. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn bỏ qua những cái toan tính trong ngày đi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này là số 4, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy rằng là ngày này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày có tam hội cục. Cái điều này mang lại cái chuyện tình cảm tốt đẹp cho bạn tuổi Dần trong ngày này nhé. Ngày này với bạn tuổi Dần
Có người còn bày tỏ cái lòng yêu mến vì tính cách và cái con người của bạn nữa đó. Bạn tuổi Dần, bạn hãy trân trọng những gì mọi người đang dành cho bạn và đừng phụ lòng tin của bất cứ ai nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn cũng đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này hỗ trợ cho cái vận trình của bạn tuổi Dần trong công việc nhé. Nhưng bạn tuổi Dần cũng đừng có cố gắng biến mình thành một con người hoàn hảo nữa. Trong khi thực tế mọi người đều có một yếu điểm riêng và bạn tuổi Dần, bạn hãy dành cái thời gian để thay đổi phong cách, lối sống sao cho cái cuộc sống của mình thật sự là thoải mái và thú vị hơn nhé. Và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn nên kiêng cử cái việc như là chôn cất, khai trương chỗ cửa, xây dựng nhà cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót nhé. Ngày này những cái công việc với bạn sẽ không tốt đâu độ. Và tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, trong ngày thứ tư này bạn đang có được cái sự hài hước mang tới niềm vui cho bạn nhé. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hành hỏa, bạn có được niềm tin. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc hành thổ, bạn cần tránh cái sự gây hiểu nhầm nhé. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, công việc của bạn có được cái sự hanh thông. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn còn cái chặng đường dài cần phải cố gắng đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang chịu ảnh hưởng của cái vận trình ngũ hành tương hại, cho nên bạn tuổi Mão bạn cảm thấy không thể nào tìm thấy được những cái khoảng lặng thư thái cho tinh thần. Và bạn tuổi Mão có lẽ vì có quá nhiều những cái áp lực về công việc đang gây sức ép nặng lên cái bờ vai của bạn. Nếu như bạn tuổi Mão trong ngày này bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cho mình cái thời gian để thư giãn và nạp thêm năng lượng cho mình nhé. Bạn tuổi Mão, bạn đừng quên có rất nhiều người yêu thương và sẵn sàng chia sẻ với bạn đó. Với bạn tuổi Mão, lòng nhiệt huyết cho cái công việc giúp cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay phát huy được tối đa, và hôm nay cũng rất chi là tốt cho những ai làm những cái công việc liên quan tới nghệ thuật như là vẽ tranh, biểu diễn. Tuy nhiên, bạn tuổi Mão, bạn phải tránh những cái tình trạng có những cái ý kiến quá xa rời thực tế. Bạn hãy tính tới cái khả năng khả thi của mình, của để cân nhắc cái việc gì nên làm và việc gì không nên làm trong ngày nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, ngũ hành tương khắc, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn cũng không được tốt cho lắm, và đặc biệt là về cái phương diện tài chính của mình nhé. Tài chính của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay bạn đang có cái điểm báo tiêu khá chi là nhiều tiền, vì vậy bạn tuổi Mão bạn nên hạn chế tối đa cái việc chi tiêu tiền bừa bãi nhé. Nếu như bạn tuổi Mão bạn thiếu cẩn trọng thì rất có thể trong ngày này sẽ mất một cái khoản tiền lớn với bạn đó. Và bạn tuổi Mão, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho các công việc liên quan đến cái đời sống, gia đình và bỏ qua những cái lặt vặt không cần thiết nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc hành thủy, bạn không đánh mất chính mình đó.
Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hành hỏa, bạn cần cẩn thận kẻo mất đi cái cơ hội nhé. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn tránh cái sự tập trung trong cái việc chi tiết nhỏ nhặt đó. Về tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn đang có cái điểm báo sai lầm xuất phát từ ở bạn nhé. Về tử vi tuổi Quý Mão thuộc hành kim, đã bạn đang có cái điểm báo sức mẻ về cái chuyện tình cảm nội. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này là sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn ạ. Cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày canh Thìn, ngũ hành Thìn Thìn tự hình, cho thấy bạn tuổi Thìn đang có cái điểm báo tự làm mình đau đầu hoặc là tổn thương vì những cái suy nghĩ thiện cận đó nhé. Và bạn tuổi Thìn có thể bạn vướng vào những cái rắc rối, nhưng là do chính bạn tạo ra mà thôi đó. Để muốn thoát khỏi cái tình cảnh này, bạn tuổi Thìn bạn phải tự gỡ bỏ những cái vướng mắc về mặt tinh thần của mình đi đã bạn nhé. May mắn là trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, nhờ có thực thần xuất hiện mà bạn tuổi Thìn có thêm hy vọng mới trong cái công việc cũng như là các mối quan hệ của mình nhé. Hôm nay cũng liên quan đến cái sự sáng tạo trong giao tiếp, và chúng có thể mang lại cho bạn tuổi Thìn những cái tương tác mới, những cái trải nghiệm mới thú vị trong cái đời sống tình cảm, đời sống xã hội, tinh thần của bạn. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe của bạn mệnh nhé. Bạn mệnh tuổi Thìn trong ngày này sức khỏe có phần bất ổn, và bạn tuổi Thìn bạn nên dành nhiều thời gian để tập luyện, vui chơi với trẻ nhỏ, chăm sóc cho gia đình và cố gắng tách mình ra khỏi những cái công việc gây căng thẳng, áp lực về mặt tinh thần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hành hỏa, bạn đừng có nghĩ mãi về quá khứ đó. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc hành thổ, bạn có niềm vui trong cái cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc hành mộc, lòng người khó đoán. Về tử vi tuổi Canh Thìn thuộc hành kim, chuyện gì nên cho qua thì hãy cho qua đi. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc hành thủy, bạn có thêm động lực mới đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này là sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, số 2, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày có Tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ cần phải tuyệt đối không nên vội vàng trong mọi công việc nhé. Và bạn tuổi Tỵ bởi vì bạn có thể gặp rắc rối trong những cái thương thảo giao kèo đó. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, tức là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020, ngày 16 tháng 6 năm Canh Tý này, nhân thần nằm ở lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy bạn tuổi Tỵ, bạn nên tránh mọi cái sự tác động, tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé.
Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hành Hỏa, bạn cần phải có cái sự bình tĩnh nọ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc hành Thổ, có người hại sau lưng bạn nhé. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc hành Mộc, bạn có phần đang gặp khó khăn nọ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc hành Kim, bạn toan tính làm gì nhé. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc hành Thủy, bạn không phải nghĩ cái chuyện tiền bạc đâu nọ. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này là sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này là số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mùi nhé. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng trong ngày này các vận trình của bạn tuổi Ngọ đang gặp kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ dường như đang rất chi là ưu tư, bạn đắm chìm trong những cái đường suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, việc cứ ngồi nghĩ ngợi từng cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ không đi đến đâu cả bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ nên có một cái nhìn thẳng thắn về những gì đang diễn ra và hướng tới những cái mục tiêu đem lại cho bạn cái niềm vui, cái sự thoải mái thực sự. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại cho cái vận trình của bạn tuổi Ngọ có được những điều tốt đẹp liên quan tới cái mối quan hệ cho bản thân mình về cái chuyện tình cảm đó nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn thấy được cái sự tự tin hơn, bạn cũng có thể nghĩ về những cái điều mới mẻ sẽ giúp cho tinh thần của bạn được thoải mái, rất chi là thư thái nữa rồi đó. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, ngày này là ngày 16 âm lịch, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Trong ngày này, chính vì những cái điều đó mà bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, bạn nên có tinh thần tự nguyện nọ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc hành Thủy, bạn có rắc rối trong cái mối quan hệ đó nhé. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa, tình cảm của bạn không được như cũ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, bạn hãy tránh xa những cái rắc rối đó. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn đừng quá tham lam nhé. Đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020 nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi á, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Mùi đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên cái vận trình của bạn đang gặp khó khăn trong cái việc ứng xử, hành xử, giải quyết những cái vấn đề công việc nữa đó nhé. Và bạn tuổi Mùi á, trong ngày này bạn hãy cho mình cái thời gian để nghỉ ngơi, chớ vội vàng đưa ra bất cứ một cái quyết định nào nếu như bạn chưa có cái sự suy xét cho thấu đáo được. Bạn tuổi Mùi á, trong ngày bạn cũng nên thành thật với bản thân mình và những người xung quanh và những gì mà bạn có thể làm ngay hôm nay nhé. Thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Mùi, bạn không nên khoác lác và đưa ra quá nhiều những cái điều thiếu thực tế đó.
Bạn tuổi Mùi á, bạn nên cảm thấy rằng mình không thể nào tự mình giải quyết được một số cái công việc nào đó, chẳng có gì là xấu hổ nếu đề nghị cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh đó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, ngày này là ngày Canh Thìn, làm cho bạn trong người đang có khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn mệnh thường xuyên có cái cảm giác khó chịu đó. Bạn tuổi Tỵ có thể bạn cần thêm uống nước thường xuyên, ăn thêm hoa quả để sức khỏe của mình sớm được cải thiện tốt hơn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc hành kim, bạn đang có cái điểm báo có xung đột cảm xúc đó. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, bạn hãy kiềm chế cảm xúc lại nhé. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tình cảm của bạn đang có điểm báo có cái sự căng thẳng. Về tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Sự tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn nên tránh cái việc cả tin trong ngày đó. Đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này là số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày Canh Thìn, cho nên cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Thủy Thìn, cho nên bạn tuổi Thân bạn đang có cái được cái sự thấu hiểu cho cái chuyện tình cảm nhá, tình yêu lứa đôi và cái cơ hội mới cho những ai còn độc thân nữa đó. Trong những cái tình huống căng thẳng, thay vì chỉ trích thì bạn đã biết được động viên và chia sẻ để cùng tìm ra những cái vấn đề chung, xử lý được cái công việc làm êm đẹp hơn trong cái chuyện tình cảm nữa nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, những người còn độc thân hãy kiên nhẫn lắng nghe để hiểu hơn về đối phương trước khi đưa ra cái lựa chọn cho mình đó. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thân có được các khoản đầu tư về tiền bạc, tài chính, những cái dự án kinh doanh, buôn bán với bạn trong ngày cũng rất chi là thuận lợi luôn nhé. Bạn tuổi Thân á, nếu có được những cái dự định nào liên quan tới tiền bạc mà bạn cảm thấy thực sự chưa tin tưởng thì nên tiến hành càng sớm càng tốt. Đây là cái thời điểm thích hợp cho bạn rồi đó. Tuy nhiên, trong ngày bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thân, sức khỏe của bạn mệnh không được tốt cho lắm. Bạn nên điều chỉnh lại cái lối sống của mình sao cho lành mạnh hơn. Nếu không, sức khỏe của bạn có phần bị giảm sút đi đó. Và bạn tuổi Thân, bạn không nên thức muộn quá vì lúc đó là lúc cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi, hồi sức, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới của ngày hôm sau nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn có được hạnh phúc đong đầy. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hành hỏa, công việc của bạn có được cái sự ổn thỏa. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ, bạn nên chấp nhận cái sự khác biệt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc hành mộc, bạn nên đánh giá, tránh cái sự chủ quan nhé. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc hành kim, bạn đừng quên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mình đó. Về đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: số 5, số 9, giờ tốt
từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày lục hợp. Cho nên bạn đang có được cái tín hiệu tốt cho cái chuyện tình cảm gia đình và tình cảm lứa đôi nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn hãy làm đẹp cái mối quan hệ của hai người bằng những cái điều thú vị mới mẻ đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy thử bắt đầu một cái môn thể thao nào đó mà cả hai người chưa từng chơi bao giờ. Bạn sẽ cảm nhận được cái điều tuyệt vời và thú vị, rất chi là ý nghĩa với bạn nữa đó. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới những cái bất ngờ cho bạn tuổi Dậu. Bạn bỗng phát hiện ra rằng thứ gì đó mà mình vốn không đáng giá cao bỗng trở nên vô cùng hữu dụng, giúp cho bạn tiết kiệm được vô khối tiền luôn nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Dậu cũng có cái điểm báo gặp rắc rối liên quan không đơn giản là làm tốt những gì mà bạn đang thể hiện đâu. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh có phần được cải thiện đáng kể, nhất là những người ốm đau thì lúc này đã khỏe mạnh trở lại, thực sự hồi phục của bản thân lúc này rất chi là nhanh luôn nhé. Nếu như tinh thần của bạn được thoải mái, bạn còn cảm thấy bản thân mình rất sung sức nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc hành thủy, tình cảm của bạn có được cái sự hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hành hỏa, kế hoạch tiền bạc của bạn rất chi là xuất sắc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc hành thổ, bạn cần phải lắng nghe cơ thể của mình để điều chỉnh nhé. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc hành mộc, bạn nên hạn chế cái sự cãi vã đi nữa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc hành kim, bạn cần phải rút ra bài học cho mình trong ngày hôm nay nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này là số 2, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy rằng là trong cái ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày Canh Thìn, cho nên cái vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Vì vậy, bạn đang có cái điểm báo dễ bị phụ thuộc, đánh mất cái bản sắc riêng của mình chỉ vì yêu ai đó đó. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy giữ gìn cái lòng tự tin và những cái phẩm chất riêng của bản thân mình nhé. Một nửa của bạn sẽ yêu bạn hơn khi chính bạn biết yêu chính bản thân mình rồi. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, rất có thể bạn sẽ nhận được vô khối những cái lời tán dương, vì chính cái sự cuốn hút mà bạn có được nhờ thực thần xuất hiện nâng đỡ cho cái vận trình của bạn nhé. Đây cũng là cái cơ hội để cho bạn tuổi Tuất tìm được những người đồng điệu về tâm hồn, những cái mối quan hệ mới trong kinh doanh nữa đó. Tuy nhiên, bạn tuổi Tuất, điều này mà bạn cần phải lưu ý chính là không nhầm lẫn giữa cái công việc và cái chuyện tình cảm cá nhân, cần phải có cái sự rạch ròi bạn nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tuất, sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Bạn nên kiềm chế bớt cái sự nóng nảy của bản thân lại,
Không nên chấp vặt những cái câu nói của người khác, vì khi bạn bực ở trong mình thì sức khỏe của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đừng tự uống thuốc độc vào người bằng cách đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hành hỏa, bạn nên nói lời chân thành. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn tránh đổ lỗi cho cái hoàn cảnh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn nên cân nhắc trong cái sự lựa chọn nhé. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn nên ăn nhiều hoa quả để nâng cao sức khỏe cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn nên kiểm soát tốt cái chuyện tình cảm đó. Đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này là số 1, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Hợi đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi làm việc gì cũng cần phải có cái sự tập trung. Bạn dễ bị thương trong cái môi trường làm việc nếu như bạn không thận trọng. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy cố gắng tránh tối đa những cái rủi ro có thể bằng các cái biện pháp an toàn cần thiết nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Hợi nên thận trọng thay vì để ai đó lợi dụng mình vì chính những cái yếu điểm của bản thân bạn. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn đang gặp ngày Canh Thìn. Cái điều này báo hiệu cho bạn cái tín hiệu không được tốt liên quan tới cái mối quan hệ tình cảm nữa nhé. Bao gồm cả cái chuyện tình cảm của bạn bè, và để tránh cái sự xung đột xảy ra gây tổn thương cho những người xung quanh, bạn nên tránh nói năng thiếu suy nghĩ đó. Trong ngày thứ tư này, mùng 5 tháng 8 năm 2020 dương lịch, tức là ngày 16 tháng 6 năm Canh Tý nhá, ngày này với bạn tuổi Hợi không nên trị bệnh ở vai. Do đó bạn mệnh nhớ lưu ý tránh châm chích tác động lên cái vị trí này. Ở tử vi tuổi Ất Hợi, bạn thuộc hành hỏa, bạn hãy tìm lại cái động lực cho chính bản thân mình nhé. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc hành thổ, từ từ xử lý những cái vấn đề sẽ được tốt đẹp hơn cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, bạn thuộc hành mộc, bạn đừng có thay đổi mình vì người khác đó. Ở tử vi tuổi Tân Hợi, bạn thuộc hành kim, bạn tránh lợi dụng người khác nhé. Về tử vi tuổi Quý Hợi, bạn thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo, có gặp chút rắc rối trong ngày đó. Về đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này là số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, ủng hộ chương trình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.